Sư Khỏe 1937 rút ngắn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ mỗi tuần dành 2 buổi chiều để tham gia luyện tập võ thuật. Kết thúc ca trực, điều dưỡng trưởng khoa ngoại Đặng Ngọc Hà cởi bỏ chiếc áo blouse trắng để thay bằng bộ võ phục. Anh cùng đồng đội nhanh chóng ra sân tập của bệnh viện để cùng học võ. Hình ảnh các bác sĩ tập võ ngay tại sân Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khiến nhiều người tò mò, song thực ra họ đã có 6 năm tập bộ môn này. Lớp học võ có hơn 60 học viên, một tuần 3 buổi. Cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên an ninh, tài xế dành thời gian tham gia câu lạc bộ võ thuật tại viện. Ban đầu tập chúng tôi thấy khá vất vả và mệt mỏi, nhưng bằng nỗ lực đã quen dần, điều dưỡng Hà cho biết. Các y bác sĩ cho biết, nhờ có học võ mà họ đã nhiều lần xử lý tốt những tình huống xô xát trong bệnh viện, tránh xảy ra tình trạng hành hung nhân viên y tế. Mới đây, ngày 29 Tết, một người lái xe từ bên ngoài vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương gây gổ với một tài xế xe cứu thương. Nguyên nhân là khi tham gia giao thông, lái xe cứu thương Nguyễn Tải Ba trong tình huống cấp cứu đã có tín hiệu xin vượt và vượt ô tô 4 chỗ màu trắng. Tuy nhiên tài xế ô tô cho rằng anh Ba vượt ẩu nên đã tìm tới bệnh viện nói chuyện. Ngay lập tức, các cán bộ của bệnh viện đã bình tĩnh xử lý sự việc. Sau khi tập võ, mình đã tự tin, không sợ hãi trước những kẻ tấn công và có thể xử lý tốt trước những hành động gây rối. Tài xế xe cứu thương Ba chia sẻ. Ông Nguyễn Trạch Dân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, nghề thầy thuốc là nghề nguy hiểm bởi áp lực làm việc liên tục trong cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, phải tiếp xúc với đủ thứ dịch bệnh và hóa chất nguy hiểm. Sự nguy hiểm không chỉ dừng lại ở chuyên môn nghiệp vụ mà còn có nguy cơ bị hành hung bởi người nhà hay thậm chí là bệnh nhân. Người thầy thuốc cần phải tự bảo vệ mình. Chính vì vậy học võ là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất, ông Dân nói. Gần đây, các vụ hành hung nhân viên cán bộ y tế liên tục xảy ra. Phần lớn hành vi côn đồ diễn ra tại bệnh viện xuất phát từ những mâu thuẫn bức xúc của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với các y bác sĩ. Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chia sẻ, danh dự và nhân phẩm, máu thậm chí cả tính mạng của bác sĩ đã nhiều lần bị chính những người vừa ít phút trước còn coi bác sĩ là ân nhân lấy đi. Học võ không phải để đánh nhau, võ thuật giúp bản thân khiêm tốn hơn, tính kỷ luật cao hơn, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, luyện tập võ thuật còn giúp các y bác sĩ có sức khỏe để thực hiện tốt công tác chuyên môn cứu người, ông Học nói. Nguồn VN